Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 25 tháng 1 tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch, khối không khí lạnh tiếp tục bổ sung thêm nhưng với cường độ yếu và trung tâm lệch đông nên sự biến đổi về nền nhiệt độ là không nhiều. Dự báo ngày mai khu vực Bắc Bộ sẽ nhiều mây, đêm về sáng các tỉnh thành thuộc phía đông của khu vực có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong khi đó các tỉnh thành phía tây chủ yếu là hiện tượng sương mù, khả năng mưa ít hơn, trời rét nhẹ về đêm và sáng, trưa và đầu giờ chiều trời vẫn nhiều mây với nhiệt độ cao nhất ở khoảng từ 20 cho đến 23 độ, một số nơi cao hơn. Dự báo trong những ngày tới nền nhiệt độ tại miền Bắc sẽ có xu hướng tăng nhanh nhưng vào khoảng đêm ngày 28 sang ngày 29 tháng 1, tức ngày 27 Tết thì miền Bắc lại chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc. Đối với các tỉnh thành trung bộ, nhiệt độ tăng dần từ bắc trở vào nam như trên màn hình quý vị và các bạn đang quan sát. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc trung bộ là 24 độ, đến nam trung bộ nhiệt độ cao nhất là ở ngưỡng 31 độ. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, đêm nay và ngày mai phổ biến có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét nhẹ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mưa rào nhẹ xảy ra vài nơi về đêm. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận phổ biến không mưa, ngày có nắng, đêm về sáng, tiết trời mát mẻ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ổn định. Trong đêm nay và ngày mai, toàn vùng trời có mây thay đổi và phổ biến không mưa. Ban ngày hầu hết các nơi trên cả hai khu vực đều có nắng. Tại Tây Nguyên, Đêm và sáng trời còn rét nhẹ, còn ban ngày nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 cho đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai từ 30 cho đến 33 độ, cảm giác nóng và khô trong một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều. Trên hầu khắp các nơi thuộc biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông bắc là chính với cường độ khoảng cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc của khu vực Bắc biển Đông đôi lúc đạt cấp 6. Các khu vực mưa xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa tốt ở trên 10 km. Lưu ý tại Vịnh Bắc Bộ, hiện tượng sương mù có thể xảy ra vào sáng sớm khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Tại Quảng Ninh, khối không khí lạnh có cường độ yếu nên nhiệt độ các nơi trên địa bàn tỉnh không có nhiều sự biến đổi. Mặc dù đến trưa và chiều thì chấm dứt song đêm qua và sáng sớm nay, khu vực ven biển nhiều nơi thuộc các địa bàn Móng Cái, Hải Hà, Cô Tô, Cẩm Phả có sương mù, nhiều nơi hiện tượng sương mù mạnh nên tầm nhìn xa giảm, người dân cần lưu ý đề phòng. Về nền nhiệt, cơ bản không có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền khu vực miền Đông nhiệt độ thấp hơn một chút, giao động trong khoảng từ 19 cho đến 21 độ. Ở khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long, nhiệt độ về đêm khoảng 20 độ. Còn vào ban ngày, toàn vùng có nắng nên mức nhiệt tăng lên ở mức từ 23 cho đến 24 độ. Toàn vùng duy trì gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, trưa chiều giảm mây, hừng nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, trời rét, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ.